Mới đây, Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh hay gọi tắt là PFA vừa công bố 11 cái tên lọt vào đội hình tiêu biểu của mùa giải 2021-22. Và dĩ nhiên, đã xuất hiện không ít tranh cãi quanh một vài vị trí, đặc biệt là việc Son Heung-min không góp mặt. Tuy nhiên, chân sút người Hàn Quốc ít ra vẫn còn cơ hội để được công nhận. Trước Anh, nhiều cầu thủ giỏi thậm chí còn không thể lọt vào danh sách trong suốt sự nghiệp của mình. Sau đây, Saba sẽ tổng hợp đội hình gồm 11 cái tên xui xẻo đó. Thủ môn Pepe Reina. Cựu người gác đền của Liverpool đã giữ sạch lưới 136 trận trong suốt sự nghiệp ở ngoại hạng Anh và chỉ kém 5 người khác về thông số này. Đáng tiếc nhất là ở mùa giải 2009-10, dù được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ nhưng anh lại bị xếp sau Joe Hart, người góp công lớn giúp Birmingham đạt vị trí thứ 9. Hậu vệ phải Cesar Azpilicueta. Đội trưởng của Chelsea đã chơi 10 mùa giải ở ngoại hạng Anh và giữ một phong độ rất ổn định suốt thời gian qua. Tuy nhiên, điều đó vẫn không đủ gây ấn tượng với PFA để bầu anh ấy vào đội hình tiêu biểu của họ. Ngay cả khi Azpilicueta được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea mùa 2013-14, anh vẫn thua Seamus Coleman ở vị trí của mình. Hậu vệ trái, Nigel Winterburn. Rất đáng tiếc cho cựu hậu vệ của Arsenal khi anh đã trải qua 13 mùa giải ở pháo thủ, đoạt 3 chức vô địch quốc nội nhưng không được PFA ngó ngàng tới. Trong khi đó, Sivinho chỉ khoác áo Arsenal 2 mùa nhưng đã kịp lọt vào danh sách. Trung vệ Steve Bruce. Steve Bruce đã có sự nghiệp rực rỡ khi khoác áo Man United với 3 lần đoạt chức vô địch ngoại hạng Anh, nhưng chớ trêu rằng PFA vẫn quay lưng với cựu trung vệ này. Trung vệ Ricardo Carvalho. Đáng tiếc cho cựu tuyển thủ Bồ Đào Nha là anh phải núp sau cái bóng quá lớn của đội trưởng John Terry nên không được nhiều người công nhận. Bất chấp anh được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất Chelsea mùa 2007-08 nhưng vẫn phải đứng sau bộ đôi Rio Ferdinand và Vidic ở danh sách của PFA. Tiền vệ trung tâm Michael Essien. Gắn bó với Chelsea trong thời kỳ vàng son nhất của câu lạc bộ thế nhưng tuyển thủ Ghana lại bị ghẻ lạnh trong những danh sách đề cử. Lý do đơn giản là PFA lại đánh giá những cầu thủ tấn công cao hơn. Vì thế, những tiền vệ phòng ngự như Essien hay Makelele đều bị bỏ qua. Tiền vệ trung tâm Luka Modric. Trước khi bước lên đỉnh vinh quang trong màu áo Real Madrid, tiền vệ người Croatia đã trải qua 4 năm thi đấu cho Tottenham nhưng lại chưa được số đông đánh giá cao. Ngay cả mùa giải chói sáng nhất là 2010-11, anh vẫn bị xếp dưới bộ đôi Nasri và Winsia. Tiền vệ phải Freddy Lundberg. Cựu tiền vệ của Arsenal, một thành viên quan trọng của thế hệ bất khả chiến bại và được ban tổ chức Premier League vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2001-02, đáng tiếc lại không được lọt vào mắt xanh của các chuyên gia. Tiền vệ trái Mesut Ozil. Thật bất ngờ khi Ozil, một trong những cầu thủ kiến tạo tốt nhất thế giới những năm 2010 lại vắng bóng. Đặc biệt, mùa giải 2015-16, anh thực hiện đến 19 đường chuyền thành bàn, hơn gấp giữa người đứng sau nhưng vẫn bị ngó lơ trong danh sách. Tiền đạo Gianfranco Zola. Khi trong mùa giải đầu tiên gia nhập Chelsea, tiền đạo nhỏ con này đã đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội Phóng viên bầu chọn. Tuy nhiên, khoảng thời gian này, The Blues chưa phải là thế lực lớn ở ngoại hạng Anh nên Zola không được chú ý đến. Tiền đạo Robbie Fowler. Fowler là một trong những chân sút cự phách những năm đầu tiên của kỷ nguyên ngoại hạng Anh. Đặc biệt trong 3 mùa giải từ 94 đến 97, tiền đạo Liverpool luôn nằm trong top 3 vua phá lưới nhưng cuối cùng lại không lần nào được PFA công nhận. Trên đây là 11 ngôi sao xuất sắc nhưng lại luôn bị PFA ngó lơ của chúng tôi. Bạn có ấn tượng nào với bất kỳ cái tên trong danh sách không? Đừng ngần ngại để lại cảm nhận ở bình luận bên dưới. Video đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các số sau.